Bây giờ photo cơ bản đi ha. Tất tiên á là mình muốn muốn phô cái tờ giấy này, thì mình thấy cái tờ giấy này nó như thế này, Nó tức phẳng. là nó anh xem đây là tờ giấy A4, A5 thì nó bằng phân nửa và A3 thì nó gấp đôi. Trong đây nó cũng có ghi nè. Nếu mà mình để cái bảng chính như thế này thì mình phải coi cái khay là A4, tức là giấy nó đứng như thế này. Còn khay mà A4R lúc mà mình xét trên khay và xét trên máy á, này xét trên máy, dưới đây xét trên khay thì mình phải đặt như vậy, đặt theo khay nha. Cái bảng chính như thế nào, cái khay như thế nào thì đặt cái bảng chính như vậy thì nó ra mới đầy đủ trọn vẹn. Rồi bây giờ anh đóng lại, nhớ cái nội dung á, nếu mà anh phô trên gương á thì anh phải để úp cái nội dung xuống dưới. Cái này nó có một mặt thôi, anh bấm lại nó nhẹ thôi. Rồi anh bấm, nó đã chọn A4 rồi. Bây giờ anh tiếp tục, đây là một mặt hay hai mặt nè, anh bấm vô đi, anh bấm vô đi. Rồi nó sẽ cho anh chọn một mặt hai mặt. Đây đây là một ra một này, này là hai mặt ra hai mặt. Rồi anh bấm OK. Ở đây là bấm sọt, anh bấm vô thấy nó ghi là chưa sọt hết không, tại cái này nó chỉ có một tờ thôi nên anh chưa thấy nó thay đổi nhiều. Nếu ví dụ văn bản nó mở nhiều cái file, nhiều tờ á thì anh sọt nó rất là tiện lợi. Cái là ví dụ như nó ra là ba bộ mà trong đó nó có ba trang, nếu mà anh không sọt á thì nó ra cứ một cái trang đầu tiên nó ra in ba tờ, trang hai ba tờ anh ngồi anh sắp lại. Còn nếu anh sọt thì nó tự động sắp cho anh luôn. Rồi em bấm OK. Rồi đánh số bộ, nhựa hai đi, liền bấm liền, bấm liền liền chứ không phải cái đó là anh phải làm lại từ đầu á. Rồi bây giờ anh chọn máy. Rồi OK. Rồi mấy bộ? Hai bộ. Rồi Nhưng nếu mà nữa thì bia là cái nào? clear là nút này nè đó. Ví dụ anh bấm liền đi. Rồi rồi anh bấm lại đó, thấy không? Rồi OK, Cái này. đúng rồi, start. Rồi cái máy này á, tại nó có một tờ một mặt luôn nên nó sẽ chạy luôn. Còn nếu mà dụ như anh chọn lúc này là hai mặt nè, là nó anh sẽ thấy nó hỏi nè, chờ nó chạy. Rồi anh bấm quét nè, thấy không, bắt đầu nó hỏi có còn thêm một tờ nào nữa không, còn một trang nào nữa không. Nếu không có thì anh bấm finish luôn, còn nếu mà có thì anh bấm này. Tại cái này á là anh bấm từ thứ hai anh phải đổi, nếu không đổi thì anh lát hai hai trang nó y chang nhau. Finish anh sẽ thấy nè. Thấy chưa, hai trang y chang nhau, tại vì hồi nãy mình chọn mình không có đổi mặt á, mình giống như kiểu là mình ghép lại luôn. Rồi đó những cái photo cơ bản thôi. Còn trên khay tự động này thì nó cũng tương tự luôn. Nếu mà cái giấy, cái khay của mình là cái khay A4 thì mình đặt giấy như thế này. Khay mà nếu mà anh lâu lâu anh cần đổi khay anh 4R thì anh phải đặt giấy như này, nhớ set khay lại và set lại cái khổ trong cái khay luôn và khổ giấy trong máy. Lúc đó anh bỏ vô nó mới chạy. Còn nếu không nó sẽ báo kẹt giấy ngay, nó không chạy ra. Rồi bây giờ nó đang là A4 thì bây giờ anh đặt dọc vô. Rồi số bộ thì cũng tương tự, này là nó hai mặt á, để luôn hai mặt đây không, hai mặt đây, cái này là nó tách ra. Cái này là cái bảng gốc là bảng hai mặt, sau đó nó tách thành một bảng một mặt thì nó tách ra. Còn cái này là bảng một mặt, nó ghép hai cái bảng một mặt lại thành cái bảng hai mặt. Rồi OK. Rồi chọn số bộ. Rồi OK. Nó sẽ quét hai lần. Rồi xong.